Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong hai video lần trước thì mình đã có hướng dẫn các bạn làm cái bảng danh mục đầu tư chứng khoán và update đồng bộ giá khớp lệnh từ Internet về. Có một file dành cho Excel và một video dành cho Google Sheet. Thì mình có nhận được thông tin từ một số bạn đã làm theo hướng dẫn nhưng nó bị lỗi value như thế này trên Excel, hoặc như thế này ở trên Google Sheet. Thì nguyên nhân của nó là gì và làm cách nào để khắc phục thì chúng ta cùng tìm hiểu trong video này nhé. Thứ nhất là về nguyên nhân, thì là do cái định dạng dấu chấm và dấu phẩy làm dấu phân cách thập phân ở định dạng của file Excel là khác với cái định dạng của trên trang web cung cấp dịch vụ cho chúng ta, nên là nó đã xảy ra tình trạng lỗi như trên. Thì ở đây mình đã có một cái bảng về định dạng theo kiểu của Mỹ và định dạng theo kiểu của Việt Nam chúng ta. Thì theo kiểu Mỹ nói chung thì dấu chấm được dùng làm dấu phân cách thập phân, ví dụ như là 1,5 thì là nó sẽ là 1,5, và ngược lại Việt Nam chúng ta thì lại dùng dấu phẩy để làm dấu phân cách thập phân, và dấu chấm thì lại để phân cách hàng nghìn. Thì giữa kiểu định dạng Mỹ và Việt Nam thì đang có sự ngược nhau như vậy. Mà cái bảng tính Excel của chúng ta đồng bộ dữ liệu từ trên web về thì họ lại dùng định dạng theo kiểu của Mỹ. Vì vậy cái vấn đề giải quyết của chúng ta ở đây là chúng ta sẽ chuyển cái định dạng trên file Excel của chúng ta và file Google Sheet của chúng ta về định dạng theo kiểu của Mỹ, thì nó sẽ đồng bộ với cái định dạng của trang web kia, thì sẽ xử lý được vấn đề này. Về cách giải quyết thì như sau. Ở trên Excel thì chúng ta hãy vào phần File, sau đó chuyển xuống phần Option. Ở đây thì chúng ta kéo xuống phần Advanced, kéo xuống mục này, bỏ dấu tích mặc định theo hệ thống ở đây đi, và chúng ta sẽ điền dấu chấm vào phần thập phân và dấu phẩy vào phần phân cách hàng nghìn. Tương tự như vậy, ở trên Google Sheet thì chúng ta sẽ phần vào phần Setting, tức là phần cài đặt đấy. Ở đây thì mục Location thì chúng ta sẽ chuyển từ Việt Nam sang Mỹ. Đấy. Về cái giao diện của tiếng Anh với tiếng Việt thì có thể nó sẽ khác nhau trên từng máy. Tuy nhiên thì các bạn sẽ làm theo các bước như vậy thì sẽ giải quyết được vấn đề. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.